mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dấu ấn Huyền thoại. Chương trình Dấu ấn Huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn Huyền thoại được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Dấu ấn Huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Dấu ấn Huyền thoại xin được mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một cặp đôi nghệ sĩ tài danh của làng cải lương miền Nam. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Nhắc đến Thanh Điền và Thanh Kim Huệ, người ta sẽ nhớ ngay đến vai Quan Huyện và Thị Hến trong Ngao Sọ Ốc Hến. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài sự nghiệp vẻ vang, cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp này đã cùng nhau đi qua nửa thế kỷ với một tình yêu đẹp bậc nhất trong giới văn nghệ sĩ. Ngay từ khi còn rất trẻ, Thanh Kim Huệ đã là một trong những cô đào danh tiếng trên sân khấu cải lương phía Nam. Năm 14 tuổi, Thanh Kim Huệ được chọn vào vai Lan, hát cùng Chí Tâm vai Điệp trong bản thu Chuyện tình Lan và Điệp. Bản thu âm này sau đó trở thành đĩa nhạc thành công nhất trong các phiên bản Lan và Điệp, giúp bà trở thành một giọng ca rất được yêu thích lúc bấy giờ. Năm 1973, Thanh Kim Huệ ký độc quyền với hãng đĩa Việt Nam và thu bài Tân Cổ Yêu Lầm cùng nghệ sĩ Minh Vương. Đây cũng là mở đầu cho một loạt băng đĩa ăn khách sau đó của bà. Cũng trong năm 1973, Thanh Kim Huệ lần đầu hợp tác cùng nghệ sĩ Thanh Tuấn trong vở Đường Gươm Nguyên Bá. Sự kết hợp tình cờ này đã trở thành một cái duyên đặc biệt, khiến đĩa nhựa cùng tên bán đắt như tôm tươi. Năm 1974, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ chính thức hát chung trên sân khấu, tạo nên một cặp đôi liên doanh thường xuyên gây hiện tượng cháy vé suốt nhiều năm liền. Cùng với Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ được khán giả yêu mến bởi luôn phá cách trong cách luyến lấy, nhã chữ, làm cho bài vọng cổ thêm phong phú. Trong suốt sự nghiệp của mình, Thanh Kim Huệ tuy không tham gia nhiều vở, nhưng các nhân vật của bà đều để lại ấn tượng sâu đậm và trở thành hình mẫu chuẩn mực cho các thế hệ sau này. Trong giai đoạn trước năm 1975, sự nghiệp cải lương của Thanh Điền lại không có quá nhiều cột mốc đặc biệt. Theo đuổi cải lương từ năm 12 tuổi, sau nhiều năm rong ruổi cùng các đoàn cải lương danh tiếng, Thanh Điền dần có được tên tuổi khi giữ vai trò kép Độc Mùi. Đầu năm 1975, Thanh Điền và Thanh Kim Huệ kết hôn, tiếp tục đồng hành cùng nhau trong suốt con đường sự nghiệp. Năm 1982 được xem như một cột mốc đáng nhớ của cả Thanh Điền và Thanh Kim Huệ bởi sự thành công rực rỡ của vở cải lương hài Ngao Sọ Ốc Hến. Nhiều thế hệ khán giả sẽ không thể quên được những đoạn diễn xuất thần của Thanh Điền trong vai Huyện Trìa và Thanh Kim Huệ trong vai Thị Hến. Đến tận bây giờ, đây vẫn là một huyền thoại trong lịch sử sân khấu Việt Nam. Đầu thập niên 1990, thời hoàng kim của cải lương kết thúc. Dù vậy, ông bà vẫn chung thủy với nghệ thuật cải lương và bắt đầu hoạt động với những vai trò mới. Thập niên 90 cũng là giai đoạn Thanh Điền để lại rất nhiều dấu ấn. Năm 1990, trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Thanh Điền được tặng huy chương vàng với vai Bác Hồ trong vở Đêm Trắng. Năm 2003, tại Liên hoan truyền hình toàn quốc, ông bà đều được tặng huy chương vàng trong vở Khúc Ly Hương với vai trò diễn viên chính Thanh Điền và tác giả Thanh Kim Huệ. Tiếp đó, Thanh Điền cũng tình cờ bén duyên với điện ảnh. Khán giả sẽ không thể nào quên được vai diễn thầy giáo Bảy, người cưu mang dìu dắt cậu bé An chạy trốn khắp nơi trong bộ phim Đất Phương Nam. Sau những thành công nhất định ở lĩnh vực phim ảnh, Thanh Điền xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ của các bộ phim như Cái Bóng Bên Chồng, Nhịp Đập Trái Tim, Một Ngày Không Có Em. Tính đến nay, cặp đôi nghệ sĩ ưu tú đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho sân khấu và vẫn luôn giữ được tình yêu nguyên vẹn với cải lương. Có thể nói, cải lương với Thanh Điền và Thanh Kim Huệ giống như một sợi tơ hồng. Bởi nhờ có cải lương, họ mới tìm thấy nhau, cùng vượt qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời để đến hiện tại vẫn nắm tay nhau như một cặp đôi vàng của cả sân khấu lẫn đời thường. Chương trình Dấu ấn Huyền thoại ngày hôm nay diễn ra là cũng là một cái, mình nghĩ là một cái duyên. Tại vì trước đó thì theo lời yêu cầu của Colorman là ban biên tập, ban tổ chức cố gắng mời anh chị Thanh Điền với Thanh Kim Huệ. Tại vì bản thân mình từ hồi bé mình rất là mê anh chị, và thậm chí là mẹ mình cũng rất là mê. Bà năm nay cũng gần 90 rồi. Nhưng mà nếu mà bà mà được xem những tiết mục mà tái hiện lại với chị Thanh Kim Huệ ngày hôm nay chắc bà rất là xúc động. Mà mình nghĩ là còn rất nhiều ông bà, cô chú bác khác cũng rất muốn được nghe lại, được xem lại, được lắng nghe lại cái giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Em xin phép hỏi chị, dù là sức khỏe mình nó không có được tốt lắm, nhưng mà vì sao chị vẫn nhận lời để tham gia cái chương trình Dấu ấn Huyền thoại? Thật ra thì Thanh Kim Huệ mến mộ
Coloman. Dạ. Thì những cái chương trình của Coloman thì Thanh Nguyễn có xem, thấy thầy Coloman là người người rất là có tâm, rất có tấm lòng, cho nên là rất là yêu quý, dù chưa gặp mặt nhưng mà có cái lòng ngưỡng mộ. Thật ra hôm nay thì Coloman mời thì Thanh Nguyễn tham gia liền. Dạ, dạ. Chắc là anh cũng thuyết phục chị, cũng động viên chị dữ lắm thầy. Nói chung là rất sợ sức khỏe của Thanh Trung Huệ. Dạ. Sợ không đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Dạ. Và của khán giả. Nhưng mà thật sự khi mà Thanh Trung Huệ trình bày rồi, mình thấy rất mừng. Là cũng cái làm như là tổ phù hộ. Dạ. Động cho sức khỏe Thanh Trung Huệ vẫn không bị giảm sút khi biểu diễn. Dạ. Đó là điều rất mừng. Dạ, chương trình hôm nay thì chắc là em cũng muốn ngược thời gian lại đó. Có thể nói chị Thanh Kim Huệ là một trong những cô đào nổi tiếng nhất của làng cải lương Nam Bộ. Và chị đến với ca hát từ rất sớm không chị? Hình như là khoảng 90 tuổi là chị đã bắt đầu đi hát rồi. Đi hát thì lúc đó làm tiền nữ, là múa rồi đó. Rồi sau đó lần lần mới đóng đồng ba, đầu tư, rồi lên về đoàn Kim Trung. Dạ. Thì mới đi thu đĩa thì mới được đóng đầu nhì. Dạ. Sau đó mới lên được đầu chánh. Cái năm nào là chị được bắt đầu lên đào chánh luôn chị? Thì sau năm 74 á, thì là mình được hai cái vở là Đường Cô Nguyên Bá và Lan Và Điệp. Thì từ đó mới được khán giả biết đến nhiều. Cái vở Lan Và Điệp là năm đó là chị cũng còn rất trẻ phải không? Trẻ, còn trẻ. Khoảng 14-15 tuổi. Kính thưa khán giả, vở Lan Và Điệp do nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ cùng với anh Chí Tâm vào những thập niên 1970. Có thể nói là ca diễn kinh điển mà nhiều thế hệ sau này, nhiều nghệ sĩ trẻ lấy đó làm chuẩn mực. Chắc cũng phải hơn 50 năm rồi. Cái đó là hồi năm 74, gần 50 năm, 40 mấy năm. Chị có diễn lại vở này mới gần đây? Có diễn lại hai suất ở Bến Thành. Dạ. Và mấy suất ở Đà Nẵng, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội. Với Hà Nội. Dạ. Cũng diễn lại với anh Chí Tâm luôn hả chị? Dạ. Chí Tâm. Dạ. Khán giả rất là thích, khán giả thích lắm luôn. Một năm 12 tháng dài đăng đẳng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con bé nhỏ kêu rưng trên ngọn me tây ngoài nhà. Trời đất có thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể. Coi như là 40 mấy năm sau mới diễn lại. Mới nhận lời, tại vì Thanh Huệ ngại. Mới đầu thì rất là nhiều nơi mời nhưng mà sợ. Sợ không biết là mình khi mình ra diễn thì nó có bằng mình thâu tiếng hay không. Cho nên rất là lo, không có dám nhận. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là mình thôi mình nên để lại cái hình ảnh. Để cho các em sau này nó biết. Yeah, chứ yeah. Cái tiếng không thì người ta không có thấy được cái nét diễn. Cho nên mới nhận lời. Khi mà chị được giao cho cái vai này á, cái tâm trạng của chị, cái tâm lý của chị lúc đó nó như thế nào? Lúc đầu á thì mình chọn cái vai này mình rất là lo. Bởi vì lần đầu tiên là nhận một cái vai chánh mà vai nhiều. Thì mới nói với chú Loan Thảo là soạn giả. Nói chú ơi trời con không biết con đóng cái vai này được không. Yeah. Chú nói thì bây giờ con sao ngoài đời con đóng y vậy đi. Con làm y vậy đi, cứ chất phát vậy đi. Yeah. Chứ đừng có màu mè gì hết. Đó. Thì thành ra là mình cứ diễn ở ngoài sao mình diễn y vậy. Vì lúc đó khoảng cái lứa tuổi mình nó cũng tương đương như vậy. Thành ra nó thuận lợi ở chỗ đó. Thì chính cái đó mới là Lan. Chứ Lan mà diễn kỹ thuật nhiều quá thì không phải là Lan. Yeah. Mà đòi hỏi một cách chân tình và chân thật của cô gái mười mấy tuổi ở dưới quê. Cái vở Lan Và Điệp trước giờ anh có thường hay xem lại không anh? Thật sự là anh không dám nghe. Dạ, tại sao vậy anh? Tại sao anh không dám nghe? Cái đoạn mà đứng sau khóc á. Có hai đoạn để cho mình xúc động là cái đoạn mà đứng sau hè đó. Tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi, đoạn đó. Và cái đoạn cuối. Cho nên là cả bản thân cô Sáu Liên là cô chủ sản xuất mà cổ nói là cổ cũng chỉ không dám nghe nhiều. Mà riêng Thanh Kim Huệ thì thật rồi cũng không dám nghe. Tại nghe mình cảm thấy mình xúc động quá. Yeah, yeah. Mà riêng cái lớp mà đứng ở sau hè khóc á, thì Thanh Huệ thấy cái đó là khóc thật. Khóc thật luôn. Mà khi mà kinh trình diễn thì Thanh Huệ khóc tới nhòe luôn, khác không được. Cái chú Đồng Thảo nói sao khóc hoài vậy nè. Tại vì tự nhiên mình cảm thấy mình cái chân vật cô Lan này sao thấy dễ thương quá. Yeah. Cái câu mà có vợ rồi nên tử tế với người ta. Vì đời con gái một lần gian dở là cả đời ông sầu khổ. Tự nhiên mình thấy thương quá trời. Mỗi cô gái ở miền quê chất phát, có một cái tâm hồn rất ư là tốt. Cho nên tự nhiên cái xúc động nước mắt chảy hoài ca không được. Cái chú mới nói thôi giờ con ra ngoài con đứng ở ngoài chơi chút xíu đi rồi quay trở vô. Ra đứng ở ngoài chơi chút xíu quay trở vô.
mà quay trở vô mà vẫn hát không được, nhưng mà chú nói thôi được rồi, kèm chế vậy được rồi. Mấy cái lần trước nghèo quá nghe không kỹ, rồi này cũng khóc, nhưng mà khóc còn nghe được, thật ra giữ lại luôn. Cái đó là cảm xúc thật luôn, vừa khóc mà nước mắt, vừa ca mà nước mắt chảy ròng ròng vậy nè. Dạ, dạ. Cái này nó ngạc nhiên ở chỗ là Khái Lan và Điệp á, nhiều nghệ sĩ mà không phải cải lương, các kịch, như Minh Nhí chẳng hạn, thuộc hết tới Gia Lan luôn. Minh Nhí tội nghiệp lắm. Mỗi lần mà khi mà Huệ diễn cái những cái lần sau này ở trên sân khấu là có tôi tham gia và có Minh Nhí rồi tham gia, thì thật sự Minh Nhí đứng khóc hoài. Ai yêu lầm người ta nên cổ đời tôi vì ai gian dối. Khi còn yêu đón đợi từng ngày, khi còn yêu quyến rũ vô về, bây giờ bằng lòng ra thế. Bởi xưa chẳng chịu nghe lời mẹ cha, cứ ngờ tình yêu mình nên ra đã muộn màng rồi, khi hiểu ra chết cả cuộc đời, đời người con gái lỡ yêu ai. Bước vào đường yêu một lầm hai lỡ chợ, sầu hận chi riêng mình. Anh hãy về đi đừng ngoảnh mặt lại nhìn, tại tôi ngu dại nên yêu lầm thương lỡ, nên khổ nên sầu đâu dám. Sự đầy dời này ai thương tiếc,
ra chết cả cuộc đời còn gì đâu. Ước mộng chung ra thì em thấy chị cũng không có quá nhiều diễn, quá nhiều vở giống như một số nghệ sĩ cải lương khác. Nhưng mà cái vai nào của chị tham gia là cái vai đó nó giống như là nó tạo một cái dấu ấn để đời luôn á. Giống như cái vai Lan trong vở Lan và Điệp. Còn một cái vai nữa mà em rất là thích là trong cái vở Nghiêu Sọ Hến. Thì dạ thưa quý khán giả là hôm nay vì một số lý do thì không thể tái hiện lại cái Nghiêu Sọ Hến. Nghiêu Sọ Hến cho nên cũng mong quý vị các bạn thông cảm và hy vọng rằng là cũng sẽ trong một thời gian sớm nhất thì biết đâu là chúng ta lại có duyên được xem lại. Trong cái Nghiêu Sọ Hến thì đó là cũng là một cái vai mà chị rất là xuất sắc. Chị là Hến, anh là Quan Quyện. Em thấy cái tương tác của hai anh chị nó dễ thương vô cùng. Chị có cái kỷ niệm nào trong cái đó? Tại vì rất ít khi hai anh chị diễn mà diễn cùng với nhau mà nó ăn ý như vậy. Đầu tiên cái vở này nó phải vở hài. Thì Bắc Nam Châu chuyển thể từ một cái vở của Hà Nội là vở chính kịch. Thì qua tay anh Điền với Thanh Kim Huệ với anh Giang Châu thì mới diễn mới nói là thôi mình định chuyển cho thành hài cho nó có duyên. Thành ra những cái câu văn là mình thêm, yeah, mình thêm bớt vô. Anh Châu thì anh nghiên cứu cái giọng khóc. Anh Điền thì có những cái câu rất là có duyên. Còn Thanh Kim Huệ thì mới đầu mình cũng thấy cái vai này cứ nó khó quá vì nó tương phản với ở ngoài đời của mình. Yeah, ngoài đời mình đâu có vậy. Nhưng mà sau mình suy nghĩ phải thể hiện. Vì cái vai này thật sự nó không phải xấu. Yeah. Cô này là của người tốt nhưng cô bị hại. Yeah. Thành ra mình phải diễn sao cho ra vừa lẳng lơ nhưng lại vừa đàng hoàng. Yeah. Thành ra Thanh Huệ nghĩ ra được cái tay, cái chân, rồi cái lắc cái mông, rồi được cái giọng nói. Cho nó ra cái nét của cô rất là lẳng lơ nhưng mà lại rất là đoan chính. Yeah. Đó. Nói chung cái nhân vật này là vừa tổng hòa rất nhiều yếu tố, cả cái thông minh nữa. Anh Thanh Điền thì còn cái kỷ niệm của anh với cái Nghiêu Sọ Hến với cái vai Quan Quyện này. Những cái kỷ niệm của Nghiêu Sọ Hến thì kể chắc không bao giờ hết đâu. Yeah. Tại vì tất cả diễn viên nó có liên kết với nhau từ câu nói và từng cử chỉ vân vân, cho nên kể những kỷ niệm thì luôn luôn là kể ra là cười, kể ra là cười. Chính mình cũng thấy ủa tại sao lúc đó lại tụi mình có những kỷ niệm vậy, đáng cười đáng yêu vậy. Cho nên nếu kể nhiều kỷ niệm thì kể không bao giờ hết. Nhưng mà rất thương cái vở Nghiêu Sọ Hến. Yeah. Là vì một cái vở đó có mấy ông Quan Quyện á, tôi thiệt với thằng Điền đó nha, tôi ghét mày khủng khiếp. mày chửi tao mà sao tao thương mày. Tại vì tao khoái mày. Tôi thích cái vở mà nó có một sự châm biếm và phê phán sự chung chung. Vậy thật sự thì cũng không ngờ. Mới đầu thì diễn chứ cũng không biết là cái vở diễn nó có một cái sức sống mãnh liệt như vậy. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thật sự là diễn cả ngàn suất có. Cái vở đó có một ngày diễn hai suất, cả tuần lễ luôn. Cứ diễn rất là phát sợ luôn á. Diễn hoài, người ta coi hoài, yeah, lạ lùng, yeah, vậy đó. Mà lại đông hơn. Yeah. Xong rồi thì thôi quay truyền hình cho, không diễn nữa. Nhưng mà khi quay truyền hình mà phát ra rồi, khán giả lại đông hơn lúc đầu. Và muốn coi nữa, coi ở ngoài coi nữa. Dạ. Cái đó là cái hạnh phúc nhất của những người làm nghệ thuật. Dạ có lẽ cũng đúng như vậy. Tại vì thật sự thì có những nghệ sĩ không có quá nhiều vai diễn, cũng không có quá nhiều vở diễn. Nhưng mà có những cái vở diễn và những cái vai diễn mà phải nói là để đời. Và nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi, phải không anh chị? Đúng rồi. Dạ. Con giọt nước chưa đầm sen, dẫn chiếc xuồng con cây sào nàng thân quen,
dằn con gói mò cao khăn rằng đường giấy em vượt lộ qua đông theo nhịp quê hương lưu dài mệt máu hồng cuộc đời vui khi chiến trường dậy gọi rút ngắn đoạn đường là thế khi mà đang chờ đợi để mà chúng ta bước lên sân khấu ghi hình đó thì em thấy cái sự quan tâm của anh chị á giống như là một đôi vợ chồng son vậy đó. Nhưng mà trên thực tế là dạ thưa quý vị các bạn là anh chị cũng gần 50 năm sống đời sống hôn nhân với nhau rồi mà em nghe cái câu chuyện của anh chị cũng rất là ngôn tình và em tin rằng là chắc khán giả cũng sẽ cùng cái thắc mắc như mình là cái lúc anh chị quen nhau như thế nào. Trước 75. Dạ. Trước 75 thì lúc Thanh Huệ khoảng 13-14 tuổi thôi. Thì lúc đó thì quen thôi chứ đi chung đoàn thôi chứ chưa có gì. Dạ. Thì nói chung là mình phải nuôi.
Mình phải nuôi dưỡng cái ý thích của mình. Dạ. Đến ngày mà mình thấy nó chín rồi đó, đặng mình hái trái chứ. Thật ra buổi đầu thì Thanh Huệ đầu tiên mà gặp ảnh, Thanh Huệ ghét dữ lắm. Ghét. Sao ghét gì? Tại vì nó xấu. Tại ghét không? Trời mới nói ghét của anh nào trời trao cũng nấy hả? À. Xấu, và thứ hai là lúc đó đang thất tình ai cho nên cạo đầu trọc lóc à. À. Xấu này càng xấu. Dạ. Yeah. Đừng nói nè, đừng nói đây là thất tình nha. Cái này hơi liên quan nha. Dạ. Cái này không có thất tình mà tại vì không có tốt hết. Là nói chung là anh là người theo đuổi chị trước theo đúng không? Dạ. Mình rất là không có ưa. Dạ. Cái sách cái đờn đi theo ở sao đờn hoài mà mình rất là ghét. Sách cái đờn đi sau cái là mình đi chỗ khác. Cái mình đang làm mặt nè, có cái ba lát làm mặt cái ở sao cái đờn tưởng hoài mà đờn rất là dở. Cho nên ghét. Chính nhờ vậy mới trở thành huyền thoại. Cái sách cái ba đêm đi chỗ khác làm mặt tiếp rồi lấy sách đi theo nữa, ghét quá trời. Nhưng mà sau này anh theo đuổi riết thì cảm thấy anh cũng là một người tốt. Chứ thật sự Thanh Huệ thì hồi nhỏ thì cảm giác là mình không có thích lấy chồng nghệ sĩ. Vì sợ thấy những cái anh chị lớn mình thấy đào hoa quá. Thì mình sợ. Nhưng mà sao thấy anh cũng chân tình quá. Thế nên là mình chấp nhận. Tới năm sau 75 mới cưới đó. Vậy là sau bao nhiêu năm thì chị mới mới khẳng định được đây là một cái người đàn ông tử tế để chị trao thân mà, gặp mà mấy năm mà. Cũng 6-7 năm mà. Đúng rồi. 6-7 năm. 6-7 năm. Lúc khoảng 20. 20. Dạ. Sau 75 là cưới đó. Hai anh chị là lúc đó là sinh hoạt cùng đoàn hay là... Chung đoàn. Chung rất là nhiều đoàn. Dạ. Theo như thông tin mà em tìm hiểu thì là coi như ảnh là cũng là mối tình đầu của chị tới giờ luôn. Dạ. Mấy chục năm. Đúng rồi. Dạ. Tình đầu cũng là tình cuối. In the between and all the fun, I'll be by your side. I love you cause you're a piece of my heart. Tình yêu không có đầu, không có đuối, cuối. Sự thủy chung cũng vậy, cuối cũng như đầu. Cái quan điểm của tụi anh là vậy. Tại vì bản thân mình thì cũng không có thích thay đổi. Mình thật sự. Thật sự, thí dụ có cái gì sai thì mình sửa đổi nhau. Chứ mình thật sự mình rất không có thích cái sự thay đổi. Có bà con điềm chỉ nên nhìn kỹ coi có phải em không. Đâu, bây giờ anh nhìn kỹ coi có phải em không. Y chang. Cùng đôi mắt dung thâm thấp trung trung mà nhiều chuyện công ngang tầm dung si. Nay nhìn tảng mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Chị hạnh năm trước cùng tương tự như em và dáng dị bình thường. Nè anh ơi, anh ở sông Tiền hay sông Hậu vậy? Tôi ở Sài Gòn. Xin lỗi anh thứ mấy à? Tôi thứ ba. Em thứ sáu. Chứ anh ba khen giống em thiệt hay là nói chơi cho vui vậy anh ba? Cô Sáu ơi, bấy lâu nay văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nay thấy mặt là rạch mê liền à. Anh mê ai? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và điệu hò mái dài của... Của ai? Của bà má bài...
Trời ơi, xin lỗi anh ba được giận nha. Tại đàn bà gái tụi em á, lúc nào cũng bươn hỏi thiệt tình vậy đó anh ba. Còn tôi bỗng nghĩ sao thì miệng nói ra vậy đó. Sao cô từ bụi cải cô sải qua bụi cà hoài vậy cô Sáu? Ổng có đâu anh ba ơi, anh nghe em nói nè. Anh ba ơi, con gái làng em thiệt thà như đêm. Anh ba gieo làm gì tiên quán cho thêm buồn. Cô kìa cô Sáu, nói chơi chút xíu tôi nói vậy mà không phải vậy à nghe. Vậy chứ sao hả anh ba? Tôi muốn hỏi là năm nay cô cây lúa trồng đậu có tốt hay không vậy thôi. Vậy nghe em nói nè. Qua mai mơ gánh gọi đào, vàng mơ ruộng lúa qua màu dược lên, mầm hạnh phúc mọc quen thay trời đổi đất. Cô Sáu, cô có thấy gì không cô Sáu? Đâu có thấy gì đâu nè. Vậy rồi cô không thấy nữa. Men đất cài đường dài như son, cô má hồng mà lòng kéo sơn. Gió đưa gió đầy mầm lên, đừng khen em bất cờ ơi. Tắm em là hai mắt tràn tan tình tan tình tình tan. Tình tình tan, gái như em đây khó tìm. Khéo tay mà chăm bón, theo biển cà phê xanh. Tan tình tan tình tình tan. Anh ba ơi, ơi, anh đừng khen em quá mà má em bả rầy bả quở. Tôi khen cho phải tôi chê đâu mà quở. Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo có nhỏ hay làm lẻ. Ủa đúng vậy đó, tôi hỏi mà không trả lời là tôi giận á. Hả? Nhưng mà xưa nay tôi chưa biết giận cô gái nào hết á. Tôi gặp á là tôi thương liền. Hả gì? Cô ở lại đây tôi hỏi chút nha. Thôi còn ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghe thì chắc em phải trở vô nấu bữa con. Ông ấy à, anh ba vô nhà em ngồi chơi đi. Chờ tới xong ruộng đậu em về. Không được đâu cô Sáu ơi, cô biểu tôi vô nhà cái tôi gặp má. Ủa tôi gặp bà già bà hỏi đi đâu rồi tôi biết trả lời sao đây. Không lẽ em trở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho hết buổi sáng này hay sao? Tôi tính về nghe cô Sáu. Để tôi đi tưới đậu cùng cô cho tròn cái nghĩa mới quen. Mẹ ơi, anh nói gì em không có hiểu gì hết à. Thôi để em đi tưới đậu kéo trưa rồi. Mẹ ơi, cái anh ba này nghe, coi vậy mà khó tánh ghê á. Người ta biểu vô nhà ngồi chơi, không chịu vô nhà ngồi. Nếu bây giờ không chịu vô nhà ngồi thì cảm phiền. Đứng đây một mình anh đi. Bây giờ tôi đi tới đậu à. Cô Sáu. Thôi thì hỏi cô một câu cũng làm lâu đôi chút, mà hỏi hết chuyện sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu. Không được, má em bả la chết à. Rồi em làm chuyện em hiểu. Ở đây mà nói chuyện với anh ba hoài, chắc đậu cà dưa nó chết héo hết đó anh ba ơi. Rồi đây bà con sẽ chê cười là em bỏ qua màu chết khô vì lo đứng nói chuyện tiếng trai cả vui. Bổn phận chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới, làng xóm yên vui nó ấm mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu, lời cô là ý nói xong, xanh trong sắc lá xanh trong lòng. Thiệt lắm anh ba ơi, nghĩ sao nói vậy anh đừng cười chi em.
Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyết trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chân muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghe sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau qua đà. Em đã thấy quê hương anh nước biếc trời xăm trăng thanh gió mát. Tiếng lúa reo như lời ca nhận quê hương người tình làm chốn quê em. Anh sẽ đưa em theo dòng sông nhỏ, rồi chúng mình qua mấy mảnh vườn ngồi dưới cầu ao. Hàng tre nghiêng mình che bóng mát, mùi rã thơm nồng như mùi vị quê hương. Bầy sáo hiền lành nhảy quê hương măng đồng. Bằng những bước đầu tiên mà như từ lâu lắm đã quen rồi. Quê hương, quê hương ơi tươi thắm tuyết vời. Anh hãy chờ em cởi dài đi chân đất cho thân thể này gắn chặt tàn rồi đom đóm lửa ở đầu thôn trên trời cao vàng vì sao thắp lên mảnh đăng quê sáng soi mùa hoa cúc cho anh rước tình về với quê hương. Anh thấy quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh ơi gió mát trăng thanh, ru tình ta như sóng ru con thuyền tình. Em sẽ nép mình sau vách lá mà gọi mẹ ơi, con của mẹ nay đã về rồi. Còn anh sẽ chờ nghe từng bước chân quen thuộc và giọng nói nghẹn ngào mà tràn ngập niềm vui. Em sẽ cúi đầu xin mẹ hiền chấp nhận cho làm dâu của người và làm con của quê hương. Khi con đường sự nghiệp của anh đó với cải lương á, thì nó cũng không có nhiều nhưng mà anh vẫn theo, cho tới giờ phút này anh vẫn hát. Thì có phải là vì anh quá thương chị hay là chứ em thấy thì anh sau này anh đóng phim cũng rất là hay.
Thì em cũng có một cái thắc mắc là không hiểu là với anh giữa cải lương và phim ảnh thì với anh thì cái nào nó nặng hơn cái nào? Nói về một cái sự cảm tình mà nói thẳng là mê đi, mà tôi mê giọng ca của, tức là giận gì giận hay buồn gì buồn mà khi nghe Huệ ca rồi là hết, tức là mê. Về đóng phim, cái gốc mình là có cải lương, mê những cái tài danh như ông Út Trời Ôn, rất là mê, nhưng mà lại thích là thích đóng phim, thích coi phim ảnh. Thì cái hai cái này nó lẫn lộn ở trong người của mình. Thì sau cùng á, khi mình làm tròn cái nhiệm vụ của người bên cải lương, của sân khấu, chị Thẩm Chí Hằng thấy tôi diễn kịch được thì nói mai mốt là em về diễn kịch cho chị. Nhưng mà lại chưa tới cái duyên chính với chị Thẩm Chí Hằng, lại là chị Kim Cương. À, chị Kim Cương kêu về cái đoàn của chị, và chị Kim Cương tận tình huấn luyện mình trong cái bộ môn kịch. Thì từ đó mới đi kịch thiệt, kịch sau đóng phim luôn. Ồ, dạ. Mà anh là được đạo diễn chọn những cái vai, cũng vai lớn không? Dạ. Về phim, từ phim nhựa cho tới phim truyền hình. Dạ. Thì cái này chắc mình nghĩ rằng là cái duyên của mình với những bộ môn đó, nên cái gì mình làm cũng tròn, và cái khán giả cũng thích mình. Đó cũng là một điều hạnh phúc của tôi nữa. Dạ. Kính thưa quý khán giả, bây giờ mời quý khán giả xem một số cái hình ảnh tư liệu. Như là đất phương Nam. Dạ, đất dạ đúng Nam. Rồi, dạ, dạ, dạ. Thấm thoát mà cũng 20 mấy năm. Lúc đó là anh vào vai thầy giáo. Thầy giáo 7. Dạ, thầy 7. 9 mấy. Dạ, 94, 94, 95. Rồi, đúng. Cái vai đó là cái hình ảnh đó là trong một cái phân đoạn mà gây xúc động nữa. Rất là sâu sắc trong cái đất phương Nam là giữa thầy giáo 7 với lại An. An, dạ, vai An là bạn Hùng Thuận. Anh có còn nhớ cái khoảnh khắc nào trong cái phân đoạn này mà một cái kỷ niệm giữa anh với lại đất phương Nam với lại Hùng Thuận ra An không? Hùng Thuận lúc đó cậu ấy chưa biết diễn là gì. Nói về cái chỗ này, tại vì cái cậu này luôn bị ân hiếp và bị ám ảnh sự sợ sệt. Cho nên ông thầy giáo 7 mới nghĩ ra một cách là cho một cục trong một cái nắm đất, cái bao nắm đất. Thì nói đây đó là tức là người được sở hữu cái nắm đất này là đây là một cái mà tin tưởng. Thì khi mà Hùng Thuận nắm được cái đó thì Hùng Thuận, cái thần thái của Hùng Thuận lúc đó là hiện rõ là một cái niềm tin. Mà từ dạo ấy cho đến bây giờ, cái hình ảnh của cậu bé An nó vẫn là ở trong mắt của thầy giáo 7. Hiện giờ thường thường đóng chung phim với Hùng Thuận cũng thấy rằng sao tao thấy mày vẫn là An à. Lần 10 sau 10 năm sau có đất phương Nam thì trở lại phim, thì lại đóng chung với Thanh Thúy một cái bộ phim cũng rất là hay. Khán giả bây giờ nhắc tới cái nhịp đập trái tim, khán giả vẫn nhớ. Khi thành công cái vở đó, cái bộ phim đó, thì lại tiếp tục cái bóng quanh chồng, lại được khán giả thích nữa. Rồi sau đó có tới cái gì Gọi Giấc Mơ Về, cũng cái duyên được xâm nhập vào phim ảnh mà khán giả vẫn thích, vẫn nhớ, vẫn thương. Dạ, trong cái bóng bên chồng á, thì mấy các quý bà trong đó rất là ghen. Ở ngoài đời chị Thanh Kim Huệ có ghen giống vậy không? Thanh Kim Huệ không có ghen theo cái kiểu của Thanh Thủy vậy đâu. Mấy bà đó ghê quá. Dạ. Nhập vai thì cũng không phải nhập vai gì, cái chất của Điền luôn luôn là không có chấp những cái ghen hay là những cái mà cử chỉ của người phụ nữ quá đáng đâu. Cái thật của mình như vậy, cho đóng phim nó không cho phép là giả. Yeah. À, quan niệm đóng phim của hay hay dở, đúng hay sai, hay hay không, khán giả thích hay không là cái chuyện của khán giả. Nhưng mình vẫn sống thật với cái nhân vật mà mình đảm nhiệm thì tôi nghĩ đó là có thể là sự thành công và khán giả sẽ thích. Ông Quỳnh Ngọc Bẩn, ông Quỳnh Ngọc Bẩn ơi, là ông Quỳnh Ngọc Bẩn. Cái gì mà ôm sòm vậy bà Đinh Thị Thi? Giờ này ông còn đi đâu?
thì tôi đi. Đừng có nói với tôi là ông đi họp đó nha. Chính xác. Cái gì? Giờ này mà đi họp hả? Chứ không phải, không phải ông muốn đi gặp mấy con gà bóc đỏ nè. Bà nói cái gì vậy? Ông đừng có chối. Tôi biết hết trơn, ông đừng có dối quanh. Ông đi bia ôm với ông Trí, ông Hoàng. Hồ nào đông. Ông đi gặp mấy con gà bóng đỏ. Nè, lúc này ông hư lắm rồi, ông biết không? Ông sanh tật rồi, có phải không? Công chuyện bù đầu phải đi sớm về khuya. Lẽ ra bà phải thông cảm cho tôi. Không làm chi, bà cái thôi nghi ngờ. Xào xáo gia đình rồi thiên hạ cười chê. Tôi biết mà, lúc này ông bận rộn lắm phải không? Cho nên lúc nào ông cũng nói với tôi là ông đi họp. Chính xác. Họp hết ban đêm rồi họp luôn tới sáng. Cái gì vậy? Chỉ vì ông ấy có tật thương người. Nãy giờ nói câu này nghe được nè. Họp ban ngày chưa đủ, ông tranh thủ họp ban đêm. Có phải vậy không? Tại bà không tin nên bà nói vậy. Cho tôi là người đàn ông mẫu mực nhất công ty. Thôi thôi, mấy cái da ưa đèo bồng á, lúc nào cái miệng cũng dẻo đeo à. Chuyên dùng lời ngon ngọt đi gạt lừa con với vợ. Hồ não đông. Theo dõi lâu ngày bằng chứng nắm trong tay. Vậy bà ông cứ cài chài cài cối. Nãy giờ tôi cãi bà cái gì? Tôi thấy quá đơn hồ bơi nằm trong tủ là của ai? Của tôi đi học bơi học lội. Ủa, ở nhà có hồ sáu lội? Không đủ kích thước để tôi bơi sải. Nghe lời Trí Hân Hoàng đi học bơi học lội đó. Chứ không phải, muốn vô đó đi gặp mấy con nhỏ đó nè, đúng không? Hồ nào ở đâu? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Coi chừng nha, coi chừng tôi làm lớn chuyện với ông coi à. Cái gì vậy? Có gì đâu mà làm cho lớn chuyện. Thiên hạ cười chê rồi xấu mặt ông chồng. Sợ xấu mặt thì ông khai thiệt đi. Tất cả chuyện này cũng do nơi thằng Trí và thằng Hoàng. Sao mà tại ông Trí ông Hoàng? Nó bảo rằng tôi có đi học bơi học lội. Chừng tới đó rồi tôi mới tá hỏa tâm tinh. Gì? Gì tá hỏa tâm tinh? Con gái đẹp không dốc một hồ bơi. Đứa lôi đứa kéo làm cho tôi muốn ngạt thở. Chớ vợ đẹp như vậy thì lòng tôi đâu nỡ. Vợ thôi đèo bồng mèo mờ lăng nhăng. Thôi, ông khỏi có nói gì hết trơn á. Tôi nói cho ông biết nghe. Nè, báo tin buồn cho ông biết là kể từ bây giờ ông đi đâu tôi cũng biết. Ông làm gì tôi cũng biết. Ông hành động ra sao tôi cũng biết. Ông nói với ai câu gì tôi cũng biết. Nói tóm lại là tất cả chuyện gì của ông tôi đều biết hết á. Làm gì bà biết nhiều vậy? Nhưng mà tại sao bà biết? Tôi coi bói. Thấy không? Tôi đã dặn bà nhiều lần rồi, biểu được có coi bói. Mỗi lần bà coi bói vậy là tôi bầm dập hết à. Sao bầm dập? Thì cách đây có mấy ngày thôi, không biết thầy bói nói sao. Bà về bà nhúng một lò lửa, bà bắt tôi nhảy qua nhảy lại. Bà nói là nam thất nữ cửu. Tôi nhảy 9 cái lố 2 cái. Bà kia tôi nhảy lui trở lại cho trọn số 7. Vậy mới linh chứ. Tự yên thân à. Bà nấu ở nồi nước xong hồi nào tôi cũng không biết. Bắt tôi ngồi xuống cái bà xối từ trên đầu. Rốt cuộc tôi ướt toàn thân tắm 3 ngày vẫn còn hôi nước xả. Thì thầy bói nói năm nay ông xui lắm, phải làm như vậy để giải xui cho ông. Thôi, tôi không tin. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nè, gia đình ông Hoàng xảy ra chuyện rồi, ông biết chưa? Lính tôi sao tôi không biết? Ông biết sao? Để tôi nói cho bà nghe. Để tôi nói cho ông nghe nè. Thì tại vì ông lộn xộn tùm lum. Nhân viên nào mới vô mà đẹp đó nha, ổng như là người mất hồn mà. Vợ nói hoài mà không có chịu nghe. Cho nên bà dần bà bỏ đi khỏi nhà. Một lần cho nó tận tới già. Nhiều lần nó rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối vì tôi không thích đi la cà. Thôi, chưa bắt tại trận thì mấy con cha này ưa chối lắm nè. Tôi biết mà, mấy ông này mà gặp con gái nha là cặp mắt láo liên à. Cũng may á, lúc nào cũng có tôi ngồi ở sau lưng á nha. Nếu không thì ông sẽ chạy theo ông dê liền. Bà là đinh
thị thi chứ đâu phải là đinh thị nghi, mà nỡ nào nổi tôi như vậy. Cái gương thằng hoàng đó sờ sờ ngay trước mặt, tôi đâu phải thằng điên mà làm tan nát một gia đình. Nếu bà không tin thì mướn thám tử tư theo dõi suốt đêm ngày. Nè, cái chuyện đó thì khỏi cần ông nhắc nhở. Báo cho ông biết nghe, ở trong công ty của ông á, toàn là tay chân thuộc hạ của tôi đó nghe. Gì ghê vậy? Về muốn răng đe ông, tôi làm như vậy thôi. Cũng may á, là ông biết chuyện nên đường hư ông đã tránh. Chứ nếu không á, thì rồi đấy mọi người sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì thời buổi hôm nay mà tự nhiên có một ông quan thái giám hiển hình. Hú hồn à, cũng may là bà còn tin tôi. Nhưng bà yên lòng đi, vì tôi là người chồng mẫu mực. Cái hạnh phúc gia đình phải dẫn xây nhiều gian khó, đừng vì phút sai lầm mà hối hận. À, thưa quý vị các bạn, vừa rồi là cái trích đoạn Cái bóng bên chồng, một sáng tác của chị Thanh Kim Huệ và anh Hoàng Song Việt. Thì đây là một cái trích đoạn được viết sau khi cái bộ phim, một phim cùng tên Cái bóng bên chồng. Dạ, rất là thú vị đúng không quý vị các bạn. Giọng của mặc dù là hôm nay là tình hình sức khỏe của chị Thanh Kim Huệ thì phải nói là nhưng mà đúng là khi mà chị biểu diễn rồi thì chắc là quý vị các bạn cũng thấy rồi đó, mà hai anh chị diễn rất là tự nhiên và rất là duyên dáng, làm ở dưới là như là cameraman ngồi cười từ đầu tới cuối, có duyên quá. Tại vì thấy cái này nó cũng vui vui. Dạ vui. Thường thường á là mấy bà giám đốc nghi ngờ mấy ông giám đốc lắm. Nhưng mà cái ông Quỳnh Ngọc Ẩn này thì thật sự là ông cũng đáng nghi ngờ, là vì ông lúc nào ông cũng gieo tình cảm với nhân viên và vân vân. Cho nên bà vợ bà đặt một nghi ngờ nên bà đặt vấn đề vậy thôi. Chứ thật sự là ông Quỳnh Ngọc Ẩn rất là tốt. Dạ. Thương vợ, thương con. Giống như anh Thanh Điền vậy. Thì nó có một cái này. Dạ. Khi mà cái phim đó phát ra thì anh được khán giả ái mộ, nhất là khán giả trẻ. Dạ, dạ. Diễn đâu thì cũng đều tìm anh xin chữ ký. Và lắm khi những cái cô mà sinh viên đó mặc một áo bươn trắng rồi không có giấy để xin chữ ký, nói giờ ký ở đâu giờ con, cái đưa dứt nó ký với tên áo sau lưng con. Rồi từ cái chỗ đó mà mình nhận rằng khán giả lúc nào cũng thương mình nếu mình làm đúng, mình làm đẹp cho kịch bản, cho đời, cho xã hội. Với lại cái vai ông giám đốc này là ông rất là tốt. Dạ, dạ. Bà vợ bà nghi tùm lum bà la bà làm đủ chuyện, nhưng mà thật sự bản chất ông giám đốc này là người tốt. Cho nên khán giả thích. Dạ. Dạ thưa anh, em cũng có một cái thắc mắc á, mà tại vì em không biết là cái vai này có phải là vai sở trường của anh không á, tại vì em thấy nó hơi hài hài. Thật ra cái kịch bản này nè, Đây là lần đầu tiên ở trong cái phim truyền hình mà là bộ phim hài. Chứ hồi xưa giờ là toàn là chính kịch. Những cái bộ phim anh đóng như là Gọi Giấc Mơ Về hay cái gì đó thì là toàn chính kịch, nhưng mà đây là lần đầu tiên một bộ phim hài từ đầu tới cuối luôn đó. Nên nó có cái đặc biệt đó. Mà ảnh thì ảnh cũng có năng khiếu hài. Nhắc đến cái vai diễn hài của anh Thanh Điền, mình không thể nào mà quên được cái hình ảnh của ông Quang Quyện trong Tiếng Sột. Nhưng mà vai đó khác, vai này cái vai đó dê, còn vai này không có dê nha. Nhưng mà nó rất hài, rất là duyên, dê mà không có thấy ghét á. Dê mà người ta thích á, thật sự luôn. Mình nhớ hồi nhỏ mình coi cái vai đó mình còn chịu không nổi luôn á. Ủa dê mà thích hả? Dê mà nhìn thấy thích. Vậy bắt đầu dê nữa. Dê nữa. Anh gần đây nhất anh có nhận cái bộ phim nào lớn không anh? Thì năm giờ rồi đó phát hành hai cái phim, phim Người Tình Của Bố Già, thì mình được đảm nhận vai bố già. Và mới phát đây là cái phim Chống Lại Số Phận. Kính thưa anh chị, thì hai anh chị là một trong những cái cặp đôi mà rất là hiếm hoi của trong giới nghệ sĩ nè, nếu mình nói là trong showbiz. Có một cái đời sống gia đình rất là bền vững. Thì anh chị có cái lời gì để gửi gắm cho các bạn nghệ sĩ trẻ, làm thế nào mà vừa cân bằng được cái đời sống nghệ thuật của mình
để cống hiến tốt nhất cho nghệ thuật và đồng thời là cũng giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Thì nó đòi cái sự mà yêu nghề. Dạ. Mà trong đó có cái sự thủy chung với nghề. Thủy chung với nghề thì thủy chung với gia đình. Mà có sự thủy chung gia đình thì nó sẽ đi đến cái chỗ hồ kết nó đẹp. Mình thấy nó đơn giản, nhưng mà cái đơn giản không phải là giản đơn. Nó rất là khó. Nhưng mà mình cứ sống thật đi thì cái đẹp nó sẽ đến với mình, thế thôi. Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa gành mơn mơn tà áo. Làng mây xanh dây quanh, anh dần hồng chiếu xuống niềm tin. Đàn chim non tung tăng, như đón chào ngày vui thế gian. Chúc ai vừa tìm được bên mơ. Mừng cho đôi quyên ương sớm sum vầy vui trong hạnh phúc, và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chăng cả kể chuyện thơ xưa, bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Nhiều khi mong trăng lên chung chăng cả kể chuyện thơ xưa, bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Đêm chưa hết nhưng mặt trời đã thức từ, trong cổ nhỏ có muốn chim theo khúc nhạc tinh sương hạnh phúc được. Ngài tinh khôi đã ngự định luôn hiền. Anh ơi, hãy dậy mà xem cảnh. Sương mù trộm lên mây đi, đông trời một tôi sáng ngày về. Đến bây giờ còn bình rình với sơn khê. Cho non lam thêm duyên hoài, không chịu ra đồng cùng em ngắm bình minh nữa. Rồi, mất hết rồi. Vậy? Nằm mơ thấy trúng số, chưa kịp phải lãnh tiền kêu giật mình có mất rồi. Anh lúc nào cũng mơ tiền tiền không à, không có lãng mạn gì hết à. Muốn lãng mạn phải không? Có liền. Người yêu ơi, tóc mai em lòa xòa trên má, mong manh năm thanh nghe lạ hơn tiếng hót của chim rừng. Dầu nhạc sông môi, môi đẹp mây sương hồng. Tạ ơn trời đã cho ta mấy núi, mấy sông, ngày cây làm trái ngọt. Nhưng em có biết điều gì màu nhiệm nhất hay không? Hả? Điều gì? Điều gì vậy anh? Vì anh thương em từ thuở má hồng, vậy mà ngày em không lớn lấy chồng. Sao anh lại lấy nhầm anh? Trời ơi, vậy mà làm người ta hết hồn hết vía hả? Mới hồn chút xíu mà sợ rồi ha. Từ khi sanh giai nên đôi bạn hiền,
đêm về nghe con khóc vui triền miên. Lời ru trong đêm vắng với tình thương chưa chan, còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau. Ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm, anh lo cài cây. Dù cho bao gian lao nhân tình nghèo góp sức mà trắng như vôi, giờ tôi còn trẻ lắm, không biết rồi đây có kêu chồng dậy sớm để ngắm cảnh non lam lãng đàn sương hồng. Không có đâu, chứ người ta rồi đây sẽ bận rộn cho mà coi. Đứa giáp thôi nôi, đứa lôi đầy tháng. Chừng đó không biết anh có còn yêu em nữa hay không. Sao không còn? Hay rồi đây mẹ con em sẽ bữa rau bữa cháo, phố chật người đông. Nghe. Sao? Luôn luôn có một lũng điểu à. Rồi sao? Đó là em nghi ngờ thôi, chứ anh làm gì có chuyện đó. Không có thì anh thề đi. Thì hồi chưa cưới anh thề rồi. Không, bây giờ phải thề nữa, thề hoài. Thề nữa hả? Ừ. Sợ gì mà không thề, anh thề nè. Ừ, có thề thì phải thề cho đúng mà nghe, tôi mới chịu à. Thề nè, chừng nào xe lửa Mỹ bung dành, tàu Tây hết chạy anh mới đành bỏ em. Thề khôn quá ha. Nói thì nói chơi vậy thôi, chứ em thấy chưa, xe lửa Mỹ Tho đâu còn chạy nữa, tàu Tây cũng thôi chạy trên sông rạch từ lâu. Những thoại sắc vô tri có xá về cũ mới, đúng với câu vật đối sau giờ. Tuy xưa nay trao trở mau là lòng dạ của con người, nhưng một khi đã gắn bó với nhau rồi thì cả một đời bền vững tờ gàn khôn. Thưa quý vị, các bạn, có thể nói trong rất nhiều tập dấu ấn huyền thoại thì có thể nói đây là một cái tập mà Coleman rất là nhiều cảm xúc. Mình thật sự rất là xúc động. Mình thấy cái nỗ lực của chị Thanh Kim Huệ thật sự là mình ngưỡng mộ. Mặc dù chị nói là không có cho phép, không có được nói, chị mệt, không có được nói, chị ốm gì cả. Nhưng mà thật sự thì buổi ghi hình ngày hôm nay nó có rất nhiều cảm xúc ạ. Thưa quý vị, các bạn, cái điều làm cho Coleman cảm thấy ngưỡng mộ không chỉ là tài năng của chị, của anh, mà là mình thấy một cái ngọn lửa hừng hực cháy bỏng trên sân khấu của anh chị. Xúc động quá. Dạ, thôi thì thay mặt ban tổ chức chương trình cũng như là quý khán giả đang xem chương trình Dấu Huyền Thoại thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến chị. Mong chị là sớm hồi phục, tiếp tục trở lại với lại khán giả yêu thương. Xin gửi lời cảm ơn anh chị đã nhận lời tham gia cái dấu ấn huyền thoại này. Thật sự là em rất là xúc động. Dạ, cảm ơn anh chị. Và ở đây thì Coleman có một cái phần quà nhỏ nhỏ để lưu niệm. Dạ, đây là kỷ niệm chương của dấu ấn huyền thoại. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình dấu ấn huyền thoại hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Chương trình Dấu ấn Huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn Huyền thoại được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì Colorman, anh chị Thanh Kim Huệ và Thanh Điền xin gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sắp tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn Huyền thoại. Và nhân vật của Dấu ấn Huyền thoại ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Thế Hiển. Nhăng 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 ngựa cha mệt quá, con không biết con thúc ngựa phi. Nhăng 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 ngựa phi thật khùng, hai cha con cũng ngã lặng đùng. Những kỷ niệm của xa xưa trở về trong tôi. Và trên con đường về thì tự nhiên cái giai điệu, cái tem đầu của bài hát nó bắt đầu nó bật ra trong đầu của tôi. Này cô bé có mấy tóc đuôi gà. Vâng, từ đó tôi đã viết thành ca khúc Tóc em đuôi gà để tặng cho các bạn trẻ. Này cô bé có mấy tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi.